Khi 2022 chuẩn bị khép lại, chúng ta hẳn sẽ nhớ khởi đầu như mơ vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Đội tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc 3-1, mong màn trình diễn xuất sắc ở Mỹ Đình. Những bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức đã mang về chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup, đồng thời đưa 90 triệu người dân vào một cái Tết diệu kỳ. Đáng tiếc rằng những chiến binh sao vàng không thể tiến xa hơn ở World Cup. Dù sao thì đó cũng là một đấu trường quá sức trong khi chúng ta mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, với ý chí và tinh thần, Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một sự trở lại mạnh mẽ hơn ở vòng loại World Cup 2026. Trong lúc chờ các chàng trai áo đỏ, những cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã đi trước một bước. Bằng sức chiến đấu cuột cường và khát vọng chơi bóng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh bại nghịch cảnh, vượt lên trên các đối thủ lớn để giành vé tới World Cup nữ 2023. Việt Nam có mặt ở World Cup, giấc mơ mà không ai dám nghĩ tới trước nay đã thành hiện thực. Ngay cả huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, đôi khi ông vẫn giật mình. Mình tới World Cup rồi sao? Ông cùng các nữ chiến binh của tuyển nữ Việt Nam đã dạy chúng ta rằng đừng bao giờ ngừng theo đuổi và hãy cứ chiến đấu bằng cả con tim. Chuyện không tưởng nào cũng có thể xảy ra. Và rằng Việt Nam không thua bất kỳ ai, chúng ta có quyền mơ mộng và sẵn sàng chiến đấu để khiến tất cả thế giới phải kinh ngạc. Nếu vẫn không tin, hãy xem cái cách mà Huỳnh Như tỏa sáng ở làn FC. Cô gái nhỏ bé bán dừa sáp Trà Vinh, người hùng giúp đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games thứ 7, nay đã thành ngôi sao lớn ở Bồ Đào Nha. Ai dám nghĩ Huỳnh Như sẽ tham gia vào cả 3 bàn thắng, ghi 2, kiến tạo 1 ngay trận đấu ra mắt. Giờ thì thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam cũng là nhân tố không thể thiếu của làn FC, trở thành niềm cảm hứng để các đồng đội khác xuất ngoại sẵn sàng dấn thân vào thử thách. Năm 2022 thực sự là năm của những đột phá. Các cầu thủ của chúng ta chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm thử thách mới. Trước Huỳnh Như, Quang Hải trở thành cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng và ghi bàn ở Ligue 2. Nếu biết rằng chinh phục nước Pháp là một điều khó khăn, song Quang Hải chấp nhận điều đó và nỗ lực từng ngày. Như anh nói, đang tận hưởng trải nghiệm chưa từng có với Pro FC, không ngừng tiếp nhận những bài học vô giá để cải thiện bản thân. Tinh thần của Quang Hải đã khuyến khích Công Phượng xuất ngoại thêm một lần nữa. Năm tới, anh sẽ chơi bóng ở J-League 1, đối đầu với Chanathip và Andres Iniesta. Văn Toàn, đồng đội lâu năm của Công Phượng tại Hoàng Gia Lai, quyết định rời xa môi trường quen thuộc và thử thách bản thân tại hạng 2 Hàn Quốc. Họ có thể thành công, cũng có thể thất bại, không quan trọng. Điều cần thiết là tất cả dám bước đi, dám tiến bước với lòng can đảm. Họ sẽ là những cầu thủ tốt hơn, sau đó giúp Việt Nam chinh phục giấc mơ World Cup. Năm 2026, World Cup sẽ có 48 đội, bao gồm 8 suất rưỡi của châu Á. Đã có những lo lắng về việc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ giảm chất lượng khi tăng số đội. Nhưng những gì đã diễn ra tại World Cup 2022 giống như một bản xem trước. Nó là một sự đảm bảo rằng khoảng cách giữa các lục địa đang bị thu hẹp đáng kể. Bất kỳ đội bóng nào cũng có thể chiến thắng và bất kỳ đội nào cũng có thể để thua. Tại Qatar, 10 trên 11 đại diện châu Á và châu Phi giành ít nhất một trận thắng và một nửa trong số đó góp mặt ở vòng 1/8. Những quốc gia thường bị đánh giá thấp đã tạo nên những chiến thắng khó tin. Việc Saudi Arabia quật ngã Argentina, Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha, Nhật Bản hạ cả Đức lẫn Tây Ban Nha, Cameroon và Tunisia gây sốc cho Brazil và Pháp. Gây ngạc nhiên nhất vẫn là Maroc. Đội bóng châu Phi, những người chơi bóng bằng niềm tự hào dân tộc, tình yêu gia đình thuần khiết và viết nên câu chuyện phi thường khi vào đến trận bán kết. Họ cùng với Croatia nhắc nhở tất cả về sự bình đẳng trong bóng đá, trở thành cảm hứng vô tận cho các quốc gia nhỏ bé tìm kiếm thành công ở sân chơi World Cup. Điều quan trọng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Đây chắc chắn không phải là lời nói sáo rỗng khi được chứng minh bởi Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã bị số phận thử thách quá nhiều lần, đến mức anh đã nghĩ đến việc từ bỏ, ngừng theo đuổi mục tiêu World Cup cùng đội tuyển quốc gia. Thế nhưng Messi đã quay lại và chiến đấu thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa. Ngay cả khi tưởng như đã chạm tay vào chiếc cúp vàng, nhưng số phận vẫn tiếp tục đùa giỡn anh. Trong trận chung kết World Cup hay nhất lịch sử, Argentina đã vươn lên dẫn trước 2-0 và không có dấu hiệu nào cho thấy Pháp sẽ lật mình. Ấy vậy mà điều điên rồ đã xảy ra. Ghi hai bàn trong vòng 90 giây của Kylian Mbappe đã khiến Argentina sống trong sợ hãi. Sự kịch tính vẫn còn ở phía trước. Messi khiến các đồng bào của mình cuồng nhiệt trở lại với bàn nâng tỷ số lên thành 3-2. Tất cả đã kết thúc. Không. 2 phút trước khi hết giờ, Gonzalo Montiel đã để bóng chạm tay và Mbappe đã khiến kịch đảo chiều. Một bên lại khóc, một bên lại cười. Cuối cùng tất cả im bặt, căng thẳng, chứng kiến màn sút luân lưu mày rủi. Khi Messi cho thấy bản lĩnh bằng cú dứt điểm thành công, Chúa cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh. Đó là cái kết đẹp cho Messi, người cả đời chiến đấu vì giấc mơ World Cup, đã được đắm mình trong vinh quang ở buổi hoàng hôn sự nghiệp. Bạn phải chiến đấu để đạt được ước mơ của mình, bạn phải hy sinh và tận lực vì nó.
Messi nói. Nhà tân vô địch thế giới không chỉ là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, mà còn là biểu tượng của một lý tưởng, của sức bền bỉ cùng quyết tâm thay đổi vận mệnh, liên tục đẩy mình qua giới hạn để vươn tới đỉnh cao. Khi Messi vô địch World Cup, tất cả nói rằng anh chính thức trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. 10 ngày sau, Pele qua đời ở tuổi 82, nhắc nhở cả thế giới về một vị vua bất tử của bóng đá. Không chỉ là 1.283 bàn thắng đã ghi, 3 chiếc vô địch World Cup và vô số khoảnh khắc thiên tài được tạo ra, ảnh hưởng của Pele với bóng đá là vô song. Ông là người nâng tầm bóng đá thành một môn nghệ thuật, sau đó phổ biến môn thể thao này ra toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho hàng triệu người thuộc nhiều thế hệ. Thật khó để kết luận Pele hay Messi vĩ đại hơn, bởi họ chơi bóng ở những thời kỳ không tương đồng, ảnh hưởng xã hội cũng khác nhau. Thành thực mà nói, điều này là khá vô nghĩa. Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi được sống trong thời đại kỹ thuật số và mạng xã hội, dễ dàng chiêm ngưỡng những màn trình diễn lay động lòng người của Messi. Trong khi đó, những gì còn lại của Pele chỉ là thước phim đen trắng mờ ảo và một góc quay duy nhất. Vậy hãy tận hưởng, nhất là khi thời gian chơi bóng của Messi hay Cristiano Ronaldo không còn nhiều. Họ vẫn đang chống lại sự lão hóa cũng như kéo dài sự nghiệp bằng cách này hay cách khác, như Ronaldo mới gia nhập Al Nassr của Saudi Arabia. Nhưng tất cả đều biết một kỷ nguyên rực rỡ đã qua. Bây giờ là thời kỳ của Mbappe, của Erling Haaland hay Jude Bellingham. Họ sẽ kiến tạo một thời kỳ mới, mở ra một cuộc tranh luận mới. Chúng ta nên trân trọng những gì đã có và nhìn nhận quá khứ với sự biết ơn. Sau đó, hướng tới tương lai phía trước. Tạm biệt năm 2022 của những câu chuyện đầy cảm xúc. Bây giờ, cùng chào đón năm 2023 hứa hẹn còn tuyệt vời hơn nữa.